Em và địch đính vừa tới địch gia trấn là muốn gặp anh và những người của địch gia. Nhưng mà sợ liên lụy anh nên địch đính và em không dám ra mặt. Địch đính bây giờ đâu rồi? Nó đang đâu vậy? Anh đã bị bắt đi làm lính rồi, ở trong quân đội của Quang Đinh. Đến đi kiếm nó mới được. Không, không thấy được. Anh ở trong quân đội rất tốt, tướng quân rất xem trọng ảnh. Cái chuyện như thế nào vậy? Nói ra dung vậy. Ô đại tướng quân, lần này bỏ tối theo sáng, một lòng tòng quân, không làm sơn tặc làm hại bá tánh. Được lắm, ta quan nghênh. Hách đại tướng quân, ông đã xem trọng ta rồi. Lần này mang bao nhiêu binh mã tới đây vậy? Không có bao nhiêu hết, chỉ trên 200. Sau này trong quân đội của ta, đừng nói tục nha, có biết hay không hả? Dạ, đại tướng quân, ông yên tâm, từ nay ta sẽ nói chuyện nhã nhặn hơn. Tánh cũng giống như ta đó. Ta phải thưởng cho cái người đã giới thiệu nhà người tới. Đại tướng quân, nếu tánh của chúng ta giống nhau, tôi nói thật chứ? Nói. Cái người giới thiệu chính là Bạch Công Công của Điện Trang đó. Tại sao lại là ông ta? Hắn làm sao giới thiệu nhiều người tới đây? Hắn muốn tôi về trong quân ngũ để làm tay sai cho hắn. Không, làm thám tử. Tới biên quan này của ta có thể do thám được cái gì? Hắn cho biết có lẽ địch binh ở đây. Ô đầu tướng quân, Bạch Công Công đã lầm lẫn rồi, nhưng ta không bao giờ đánh giá lầm ông đâu. Ta nói thật cho biết, địch binh ở trong quân đội của ta bây giờ đang cất rượu đó. Nếu như muốn nói cho Bạch Công Công biết, bây giờ có thể đi được rồi. Đại tướng quân, ông xem ô đầu này là người thế nào hả? Nếu ông đuổi tôi sẽ đi liền. Tôi sẽ trở về làm sơn tặc. Tôi không giống như những kẻ kia đâu. Được. Nói giỡn chơi mà thôi à. Giáo quý Quỳnh Mẫn. Có. Nè. Để ta giới thiệu cho. Người này đây là tướng quân ô đầu mới tới đó. Quỳnh Mẫn xin chào ô đầu tướng quân. Ngươi không quen ta, nhưng mà ta biết người. Ngươi là con trai út của địch Tửu Dương, địch Bính phải không? Nè, đừng có hồi hộp. Ô đầu tướng quân tánh giống ta lắm. Từ đây về sau là đại ca của nhà người, hắn mới chăm sóc nhà người giống như là ta vậy. Địch Bính huynh đệ, yên tâm đi, từ nay ta vẫn gọi ngươi là Quỳnh Mãn. Quỳnh Mãn huynh đệ, Bạch Công Công và gia đình của ngươi là thế thù à? Lần này ta được cái lão già bị thiến kia phái tới để điều tra ngươi. Huynh đệ, có lẽ từ nay ngươi phải cẩn thận hơn đó. Cảm ơn ô đầu tướng quân. Thank you.
Bị thiến kia phái tới để điều tra người. Huynh đệ, có lẽ từ nay ngươi phải cẩn thận hơn rồi. Cảm ơn Ủ Đầu Tướng Quân. Cái lão già trời đánh thánh đầm, cái lão già bị thiến kia, ta nói chừng nhà ngươi biết, có một ngày ta lột da nó xuống. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, Sơn Khôi lại dám đi làm bậy đàm phụng à. Không chỉ vậy đâu, nhất định là vì cái chuyện khác. Chuyện gì khác đây? Ta đã thả thiếu cô rồi mà. Cái đó con cũng biết, Phú Quý đã nói cho con nghe. Con biết à? Phú Quý tới chỗ của con hồi nào vậy? Nghĩa phụ à, con cảm thấy hắn lòng dạ bất chính đối với con. Mỗi lần gặp được hắn, con thiệt sợ lắm. Hay cha đừng kêu hắn tới giám sát con nữa, có được không? Không giám sát con à? Con có biết không, Phú Quý đã nói cho cha biết, con đã tới căn phòng bắt giam thiếu cô. Còn nữa, đàm phụ muốn giết con, tại sao không một dao đâm chết con mà dùng con để yểm trợ nó chứ hả? Cha nói như vậy tức là đã nghi ngờ con. Đàm phụ tại sao không có chịu giết con, cái đó con cũng không có biết. Nhưng mà nếu như cổ thực sự giết chết con thì cổ không thể nào sống sót để rời khỏi Điền Trang. Rất có thể là cái phương pháp tự giữ mình đó. Con còn chưa nói cho cha biết con tới phòng của thiếu cô làm cái gì. Nghĩa phụ cha tin con cũng được, cha không tin cũng không sao. Phú Quý là một người như thế nào cha rõ ràng hơn con nhiều. Hôm đó con đã gặp hắn ở ngoài sân, hắn định là sẽ làm nhục thiếu cô, đã bị con phá hoại dịp tốt. Có lẽ bởi vì cái chuyện đó, Thể Liên đã làm mất lòng đại quản gia rồi. Ủa? Như vậy cũng tại cha nuôi nghĩ bậy. Cô đi nghỉ đi. Rượu định già khốn thiệt đó, còn thua loại rượu bán không được ngày xưa của tôi. Chẳng trách gì các thủ thường thì đòi trả lại hết. Chim mèo kêu như vậy là phải có người chết. Là ai đây? Không biết ai là xui xẻo nữa. Sơn Tú à, Sơn Tú, giờ này Sơn Tú sẽ là thiên hạ đệ nhất đó.
Thanh Nhi. Thanh Nhi, em cầm nguyên ngư kiếm làm gì vậy? Em muốn trả thù. Trả thù gì đây? Sơn Quý Đường đã dở trò trong giếng nước của chúng ta, đã hại địch tử của chúng ta. Em và chị Đàm Phụng đã bàn với nhau, đêm hôm nay sẽ để một nguyên ngư kiếm khác ở trong lò rượu của hắn, để cho hắn trở về. Tụi em sẽ mua kiếm ở đây, sau đó phá rượu vào lò rượu của hắn, giết chết hắn luôn. Thanh Nhi, đừng có nóng nảy. Nguyên ngư kiếm này là thần linh hậu rượu, không thể làm quen ố. Chỉ cần nó nhiễm máu của người cất rượu thì trở thành sắc dụng. Thanh Nhi, nguyên ngư kiếm vay của riêng địch gia chúng ta, nó là linh hồn của những người làm rượu ở trong thị trấn này đó. Thậm chí những người làm